chân lắm. Quay con đi. Quay em nấm đang ăn nè. Đi quay con. Nóng lên. Nóng nóng. Nấm ứ. Rồi con ăn đi. Để bạn nấm ăn giỏi này, nếu bạn hơn ăn giỏi này. Nó ăn giỏi coi. Mũi nó rớt ra xuống xuống nơi rồi, tiếp tục mút lên nữa. Thua luôn. Lấy khăn lau đi chứ. Ấy mũi nó thò ra kìa. Quay nắm thế rồi, quay nhiều mũi quá. Lên Thuận lấy khăn lau đi. Chùi mũi đi. Xì ở xì ra. Và nhà vệ sinh xì ra trước đi. Em nắm xong ăn hết chén cơm chưa? Quay con. Thêm canh không? Bây giờ đến quay con. Hai bạn nhà mình ăn rất là giỏi luôn. Nấm súp này uống nước. Chan canh vô là rất thơm. Ăn sạch bát luôn đấy các bạn. Phải ăn sạch chứ. Quát hết luôn. Quát hết luôn. Nấm ăn sụp sụp sụp. Bích xác. Các bạn nhìn giày mình đẹp chưa? Đây bạn Thuận hôm nay đi chợ xin được giày luôn. Nào. Đấy. Bây giờ ra chợ xin được nha. Thích quá giờ ăn cơm cũng đeo giày. Ừ. Đeo giày. Dép của nấm đấy. Dép của nấm. Mua dép của nấm được tặng với giày của Thuận. Cái muỗng chứ. Ăn. Cái muỗng ăn cho dễ. Ngon quá. Đâu nè. Cái gì đó? Tôi cho mẹ. Cái gì đó? Tôm. Tôm à, ăn đi. Ngon quá. Ngon quá. Quá trời ngon. Ăn làm kem ngon quá.